Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam VWS phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Buổi diễn tập có sự tham gia của 38 cán bộ chiến sĩ lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp của Công an huyện Bình Chánh cùng 50 nhân viên là lực lượng tại chỗ của VWS. Tình huống cháy giả định diễn ra tại khu vực văn phòng thuộc nhà điều hành VWS. Với đầy đủ phương tiện chuyên môn, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã hướng dẫn cho công nhân viên VWS chữa cháy, thoát hiểm, di chuyển tài sản, đưa người bị nạn đến nơi an toàn, sơ cấp cứu. Ông Dương Văn Cường, giám đốc điều hành VWS cho biết, VWS rất quan tâm đến vấn đề phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nên năm nào cũng tổ chức các buổi diễn tập như thế này. Nhưng năm nay, quy mô diễn tập lớn hơn khi Công an huyện Bình Chánh huy động đến 4 xe chữa cháy chuyên dùng và nhiều phương tiện hỗ trợ khác. Buổi diễn tập đã đem lại kết quả rất tốt đẹp.